Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái cục sạc dự phòng đơn giản tại nhà. Linh kiện thì rất dễ tìm ha. Cái dụng cụ ở đây á, các bạn mua cho mình một cái box, là cái hộp sạc dự phòng 8 xe pin 18650. Nó có cái màn hình LCD hiển thị ha, hoặc là bên ngoài nó có bán sẵn cái box sạc dự phòng màu Mica. Mình có thể nhìn thấy thấu bên trong luôn ha. Thì những cái box hộp sạc này á, các bạn mua ở đâu, có thể các bạn là những cái trang điện tử như Lazada, Shopee nó đều có bán. Đây, nó có sẵn cho mình luôn ha, một cái vỏ hộp bằng nhựa, có một cái mặt sạc, một S, màn hình LCD luôn. Ở đây mình có 8 cái vị trí để lắp cái cell pin 18650 ha. Còn những cái cell pin mình tận dụng, trong cái quạt sạc, hay tốt nhất là những cái cục pin hư của cái laptop á, các bạn tháo ra, các bạn sẽ có được những cái cell pin này. Hoặc trên mạng á, mình nó có bán những cái cell pin như thế này à, 18650 ha. Những cái cell pin này mình gỡ trong laptop Samsung ra. Thì đối với cái cục sạc dự phòng này á, thì các bạn có thể tự chủ được và cái chất lượng của cái cell pin, tại vì cái cell pin như thế này á khá quan trọng ha. Thì nó đảm bảo được cái quá trình mà nạp xả pin, đồng thời cái dung lượng pin á có xài được bao nhiêu hay ít ha. Thì một số cái cục sạc dự phòng mà các bạn mua thị trường á, cái cell pin nó không có chất lượng, các bạn xài một chút xíu là nó đã cạn pin rồi, mặc dù các bạn sẽ đã sạc đầy. Thì hiện nay trên thị trường á, có rất nhiều loại pin 18650 với nhiều dung lượng khác nhau ha, màu sắc cũng khác nhau luôn. Trong cái mạch này á, mình có thể làm từ 2 cell pin trở lên, mà trung bình một cell á là tầm 2000 mAh dung lượng của nó. Thì ở đây thấp nhất là mình làm được cái cục sạc dự phòng có dung lượng khoảng 4000 mAh. Mặt khác á, những cái cell pin trên thị trường 18650 này nó có khá nhiều dung lượng, như 2000, 2500, 3500 trở lên. Kèm theo đó, nếu mà các bạn nhân với số lượng 8 cái khoanh như thế này á, thì nó, mình giả sử đi, dùng cái cell pin 18650 và dung lượng khoảng 3500 mAh, thì với 8 cái cell pin lắp đầy cái này thì các bạn dung lượng khoảng 28000 mAh. Thì nói chung là tùy cách mắc của mình và tùy cách thiết kế, mình có thể thiết kế tận dụng lại các pin có sẵn trong nhà, hoặc là các bạn có thể mua thêm. Còn để mà kiểm tra cái mạch sạc này á, thì thứ nhất là các bạn cứ cắm sạc vào cái cổng micro USB, sau đó các bạn đo điện áp hai chân pin ha. Cái điện áp này phải lớn hơn 4V, tại vì cái cell pin này á có giá trị là 3.7V đến là 4.2V maximum. Thì cái điện áp sạc vô đây á là chắc chắn nó phải lớn hơn 4.2V một tí ha, chính xác của nó. Tiếp theo á, nó phải có cái điện áp hai cổng USB nè. Điện áp phải xấp xỉ 5V DC ha, tại vì để dùng mình dùng cái cục sạc dự phòng này á sạc cho các mạch còn là cái điện thoại khác. Thì cách kiểm tra cũng tương tự thôi. Đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo. Khi các bạn mua mạch sạc này về, nó gắn sẵn cho các bạn ha. Ở đây có hàng ốc á, thì mình mở ra mình đo kiểm tra. Cái này á, nhiều khi không cần thiết á, thì các bạn không cần mở luôn nha. Tại vì mình sẽ nói về cái con IC quản lý sạc phía sau, nên mình mở mình tháo ra kiểm tra luôn cho các bạn. Chứ bình thường á, là nếu mình mua về mình test ok rồi, cái đo điện áp hai cái hàng này nè, nếu có điện áp ra thì ok rồi, mình không cần phải tháo nó ra đâu. Đây mình lôi cái mặt sạc ra, ở đây cái vỏ.
rồi mình cắm cái sạc vô, cũng micro USB á. Đó, mình kiểm tra. Thứ nhất á, là các bạn đo được cái điện áp hai chân cực dương bên đây và cực âm bên đây. Thì một cái mạch sạc tốt quá, chắc chắn mình kiểm tra cái điện áp được, nó ra được. Mình cắm sạc vô. Cái điện áp của nó là khoảng là 4,19V nha. Tiếp theo đây á, là cái cổng micro USB nè. Đây là cổng USB ha. Mát thì mát chung luôn nha. Rồi mình đo. Cái giá trị điện áp của mình là khoảng 5,2V DC. Hai cái chân dương của micro USB nối chung với nhau luôn. Chân này với chân này. Chân đầu thứ nhất là mát ha, còn chân thứ tư là chân dương. Như vậy cái quá trình mà kiểm tra cái mạch sạc này là ok. Tại vì nó có hai cái mức điện áp. Điện áp chân pin á là lớn hơn 4V và cái điện áp cổng USB là khoảng 5V DC. Đối với cái mỗi cái mạch sạc dự phòng á thì các bạn lưu ý đến điều gì cho mình, đó là những cái cell pin như thế này. Nhiều khi các bạn để lâu ngày quá thì cell pin nó sẽ cạn ha, điện áp nó không đủ để mà các bạn cắm vô cái mạch sạc dự phòng để sạc. Rồi nó xuống thấp quá. Thứ nhất là mình phải kích pin. Như cái cục pin này nè. Điện áp mình đo được là khoảng 0,3V. Thì chắc chắn khi mà các bạn cắm vô cái mạch sạc này á, nó sẽ không sạc được. Ví dụ các bạn sạc hoài, khi mà các bạn rút cái sạc ra là nó sẽ tắt nguồn luôn. Vậy những cục pin này chúng ta phải kích pin. Kích pin đó thì mình sẽ dùng một cái bộ nguồn điện thoại di động, mình sẽ kích. Thì trên kênh của mình có các video mà hướng dẫn kích pin cho cái cell pin 18650 này. Các bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể tìm video trên kênh mà các bạn xem tham khảo cách kích pin nha. Còn đây mình nói về cái trường hợp mà kích không được á, thì các bạn có thể phục hồi lại cell pin này, có thể kích lại nha. Thứ nhất các bạn chuẩn bị cho mình một cái que tăm. Cái phần lỗ giữa này á, ở đây có khe khoang khe hở ha. Chọt cực dương nha. Đâm sâu vô, nhấn mạnh xuống, nó sẽ nghe tiếng xì một cái. Đồng thời á, thấy có một chút khí thoát ra. Thì cái chức năng ở trên đây á, nó giống như cái van để mà xả áp á. Khi mà điện áp nạp cho pin thì cái khí á, nó sẽ sản sinh ra và đồng thời nó đẩy cái van lên để ngắt để bảo vệ cục pin này. Thì ở đây mình xì ra để cho khí nó thoát ra ngoài, đồng thời nó sẽ kết nối lại được cái cực dương của cái cell pin này. Mình nói vào cái trường hợp là kích pin không được nha, có nghĩa là khi mà các bạn cặp nguồn vô, cái kim vòng ampere nó không nhích lên, đồng thời các bạn đo điện áp ở đây xuống rất thấp, khoảng bằng 0V, kích hoài không được. Thì ở đây mình thử phục hồi. Các bạn nhớ ấn mạnh que tăm xuống nha, cực dương của cell pin, và nghe cái tiếng xì hoặc là ngửi thấy khí thoát ra là được. Rồi sau đó các bạn tiếp kích pin thử coi, nếu trường hợp mà cái
phục hồi này mà không được, cái xe pin này đã hư rồi, mình mua cái xe pin 18650 khác mình thay ha. Thì đây là đối với những trường hợp mà các bạn tận dụng lại những xe pin có sẵn cho mình, lấy từ cái cục pin laptop á, các bạn ra các bạn xài ha. Còn trường hợp mà xe pin mới thì chắc chắn là không cần phải bỏ qua cái bước này luôn. Các bạn đo điện áp lên, trường hợp mà điện áp nó xuống thấp chứ kích pin thôi, không cần phải phục hồi pin đâu. Đối với cái mạch sạc này á, cái linh kiện quan trọng nhất là con nào? Đó là con IC, cái mã số của nó là IP5306. Đây là cái con IC quản lý dòng sạc ha, và kích điện áp lên 5V. Có nghĩa là khi mà các bạn cắm cái cáp sạc vô cái mạch này thì nó đảm bảo cho các bạn là phải có cái điện áp mở ra dòng sạc cho các xe pin. Đồng thời khi mà mình lấy cái cáp USB á, mình cống cổng USB này cắm cho sạc cho các thiết bị khác như điện thoại chẳng hạn hay máy tính bảng á, thì nó đảm bảo được cái dòng sạc đầu vào và dòng sạc đầu ra. Đồng thời trong quá trình hoạt động đối với xe pin này á, ví dụ các bạn sạc đầy đi 4.2V, khi mà cái điện áp của nó xuống thấp hơn 4.2V chẳng hạn như khoảng 3.5V thì lúc này á cái điện áp ngõ ra vẫn đảm bảo cho các bạn là 5V, thì cái ở đây á là nó sẽ kích được điện áp lên 5V DC, mà lúc đó cái pin của các bạn nó tầm 3.4 mấy là nó đã báo pin yếu rồi nha. Lúc đó mình không nên xài, tại vì đỡ sạc nhiều quá là pin nó cạn, sạc khó vô ha. Đối với những xe pin mới thì không sao, chứ những xe pin cũ thì nó sẽ sạc lâu đầy. Rồi đến mình nói sơ qua khi mà cái mạch sạc dự phòng này nó hư á, là nó mất các cáp điện áp như lúc nãy mình nói. Cái cáp điện áp là gì? Là đo hai chân pin nè, không có điện áp 4V hoặc là không có cái điện áp 5V DC, thì các bạn kiểm tra và thay thế con IC IP5306 này cho mình. Đây mình sẽ đo kiểm tra cho các bạn thấy là cái con IP5306 này là cái con IC quản lý sạc ha, con quan trọng nhất. Sơ đồ mạch sạc của nó, cái con này là cái con chỉ thị cái mức pin, chẳng hạn như các bạn sạc như 25%, 50%, 75%, 100%, nó sẽ nối vào mấy cái chân của màn hình tinh thể lỏng ở đây. Mình không còn quan tâm đến con IC này, mà ở đây mình chủ yếu là cái quan tâm cái con IP5306. Mình sẽ kiểm tra thông mạch ha, tại vì các chân ngõ ra nó đều kết nối với con IP5306. Mình giả sử đi, đây là chân dương của nó nha, chân âm là chân lò xo, mình đã nối cực âm. Đây mình sẽ đo chân dương trước. Tất cả cái điện áp đều thông mạch, nó thông qua cái con IP5306. Đó, như cân dương của nó sẽ nối vào cái chân ở đây, chiếu chấm là chân số 1 ha, ở đây chân số 4 của nó. Là khi mình cắm sạc vô thì nó xuất điện áp ngõ ra ở đây là khoảng hơn 4V DC. Đây là chân dương để sạc pin. Còn cái cổng micro USB á, đây là chân dương của cổng micro USB. Đây, nó cũng thông mạch ha. Và là cái chức năng cái con IP5306 này á, là cực kỳ quan trọng. Khi mà mất cái điện áp nó ra, kể như là cái cục sạc này hư, mất nguồn á, thì các bạn kiểm tra cho mình cái con IP5306 này.
hai cái chân dương của hai cổng USB nối chung với nhau à. Nó đều nối với cái chân số 8 của con IP5306. Đây hai cổng USB là chân số 8 của nó nè. Đó. Là chức năng cái con IC5306 này cực kỳ quan trọng. Nó quản lý toàn bộ luôn. Còn đấy con IC16 chân á thì nó chỉ có điều khiển hiển thị với chỉ thị mức pin cho cái mạch sạc dự phòng. Đó, mình mua và nó thiết kế sẵn cho mình từ A đến Z nguyên cái bốc này rồi. Mình chỉ việc là lấy cái cell pin 18650 mình lắp vô thôi. Trước khi đó thì các bạn kiểm tra cho mình là cái điện áp của từng cục cell pin, coi nó có đủ điện áp không. Tại vì nếu điện áp không vô quá là chắc chắn là các bạn sạc không được. Đây mình gắn thử một cell pin vô nha. Đây mình gắn cell pin thứ hai nè, chân âm nè. Chân âm mình gắn phần là so, chân dương á, cái phần có khe hở như thế này á thì mình gắn vô phần này. Đó, bật nguồn lên. Đây nút power on. Thì đó là chức năng á, nó vừa là cái nút mở nguồn mà vừa các bạn nhấn giữ 5 giây á, là ở đây con sẽ có hai cái đèn pin. Trên đây nè là hai cái đèn led của nó, các bạn dùng làm đèn pin các bạn soi rồi. Còn dưới đây 99% thì mình cứ cắm sạc vô. Nó sẽ báo điện áp ngõ vào in nè. Nó nháy vậy. Ở đây mình sẽ dùng hai cell pin ha. Còn các bạn á có nhiều cell pin ở nhà thì bạn mình lắp đầy lên. Ở một cái hộp này á sẽ có 8 cell pin. Đối với những cái cell pin mà dung lượng 2000 mAh, thì đây cái dung lượng của hộp sạc này sẽ là 16000 mAh. Điện áp ra vẫn 5V DC. Còn đối với những cái cell pin 18650 dùng 2500 mAh thì các bạn cứ nhân lên là khoảng là 20000 mAh ha. Còn cell pin mà 3500 á thì các bạn nó khoảng là 28000 mAh, là xài được khá lâu ha. Đó là các bạn tự thiết kế cái mạch sạc dự phòng theo cái ý mình muốn ha. Ở đây có hai cell pin thì cái dung lượng của nó là tầm, mà mỗi cell pin đó là 2000 mAh, vậy tổng dung lượng của nó là khoảng 4000 mAh. Và các bạn có thể tự thiết kế, tự mua cái mạch sạc này rất đơn giản, tùy theo cái sở thích của mình, thích cell pin bao nhiêu á thì mình làm, hoặc là cái dung lượng của cục sạc dự phòng á bao nhiêu thì mình có thể tự thiết kế được ha, theo ý mình muốn. Rồi và là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cách làm cái mạch sạc dự phòng rất đơn giản mà các bạn tự thiết kế được, mà các bạn mua một cái bóc sạc dự phòng hoặc là hộp sạc dự phòng bằng mica cho nó đẹp ha. Tại vì cái này bằng nhựa nó sẽ kín mít, còn bằng mica các bạn nhìn vô trong suốt luôn, thấy được cái mạch và những cái cell pin như thế này. Thì giá trên mấy trang điện tử thương mại nó bán tầm mấy chục nghìn á, thì mình các bạn có thể lên tham khảo ha. Như bạn có cell pin 18650 nào ở nhà thì mình tận dụng lại, không có thì các bạn cũng lên trên mạng mua giá rẻ ha. Trên Nhật Tảo cũng có bán nha, mấy cái mạch này, tất cả hộp bóp sạc này đều có bán. Thì các bạn nào ở Sài Gòn á thì mình có thể ra những giá Nhật Tảo mình mua về ha. Rồi là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.